Xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại kênh Vành Khuyên Đam Mê Vlog. Hà Nội những ngày cực kỳ đẹp trời luôn anh em ạ. Mọi người nhìn bầu trời thấy không? Trong vắt luôn. Sau mấy hôm mưa rất to thì hôm nay thời tiết nó đã nắng lại rồi. Thì hôm nay mình bắt đầu cho con chim của mình nó phơi nắng rồi anh em này. Đó. Hôm nay là ngày 22 tháng 8 anh em ạ. Mình cũng mới cho con chim này vào cái lồng này nên là nó nhảy cũng chưa quen lắm. Đây, còn đây là cái bể cá của mình này. Trông thích thật sự luôn anh em ạ. 100.000 nữa đấy, đầu tư 100.000 để làm cái bể cá này. Bây giờ đang là 6:30 anh em ạ. Thời tiết rất là thích luôn, vừa nắng nhưng mà rất mát. Để mình quay con chim cho mọi người xem nhé. Đây rồi, cháu ở đây rồi anh em ạ. Nó cũng mới vào cái lồng này nên là trông nó cũng còn hơi ngáo ngơ một tí ấy. Thì hôm nay mình bắt đầu cho con chim nó phơi nắng anh em ạ. Thì theo kế hoạch của mình thì cái tuần đầu tiên nhé, hôm nay là ngày 22 tháng 8 này, thì cái tuần đầu tiên này mình sẽ chỉ cho mỗi ngày mình sẽ chỉ cho con chim này phơi nắng khoảng 15 phút thôi nếu có nắng nhé. Và mình sẽ phơi cái nắng nhẹ thôi, cái nắng nôm na là trước 9 giờ đấy. Thực ra với cái quỹ thời gian của mình thì chắc là mình sẽ chỉ có thể phơi cho nó khoảng độ lúc từ 6 giờ cho đến 7:30. Trong khoảng thời gian đó nếu không có nắng là chịu chết luôn đấy. Thì mình có một cái quan điểm là bất cứ một cái việc gì nó cũng sẽ phải đi từ cái level thấp đến level cao, kể cả cái việc phơi nắng luôn anh em ạ. Bởi vì là khi mà con chim này mình đã hãm đến 45 ngày nó chưa phơi nắng rồi, thì bây giờ nó sẽ cần phải có một cái sự thích nghi từ từ dần dần đấy. Tuy nhiên đây là quan điểm riêng của mình đấy nhá. Thì mình thấy nó rất là giống với cái việc mà anh em lên cầm líu ấy. Thì thông thường mình thấy mọi người hay lên là 20%, 30%, 40%. Đó, chứ ít ai mà đang từ cầm dưỡng mà đẩy huyết 100% cầm líu đó. Mình thấy việc đấy ít khi. Và nó cũng khá giống cái việc mà mình tập chạy bền ấy. Lúc đầu thì mình chỉ chạy được có 10 phút thôi. Sau đó mình chạy được 15 phút, rồi 20 phút, rồi nửa tiếng, rồi 1 tiếng. Nên mình nghĩ là cái cơ thể nó luôn luôn cần phải có một cái sự thích nghi dần dần. Chúng ta không nên làm cái gì đấy nó kiểu thay đổi uinh một cái luôn ấy. Thì mình cho rằng là cứ lúc bị cơ thể nó sẽ phản ứng lại một cái cách rất là gay gắt. Nên là mình tránh cái việc đó anh em ạ. Bữa cũng có một cái bạn hỏi mình về vấn đề là thế nào là con chim tròn lông ấy. Thì thực ra cái thuật ngữ tròn lông này nó chỉ là một cái từ phủi phủi vui vui của anh em chơi chim thôi. Thì mình thấy là cái con chim tròn lông theo quan điểm của mình ấy, nó thấy hết toàn bộ phần lông cánh, khoảng tầm 80% cái phần lông người, như vậy là gọi là tròn lông rồi. Cũng có những người thì khái niệm tròn lông tức là con chim nó phải thấy xong hẳn lông thôi, tức là không còn cái gì cần phải rụng và cần phải mọc nữa. Đó, thì cái này thì nó gọi là tùy quan điểm của mỗi người nhé. Còn cái từ này gọi là từ vui vui thôi. Đó, như mình thì thời điểm này là mình bắt đầu phơi nắng rồi. Bởi vì quan điểm của mình thế này là con chim nó cũng đã tròn lông rồi đấy anh em ạ. Đó, thì cái công việc buổi sáng của mình đâu cũng chỉ đơn giản như thế này thôi. Cắm cho nó con chim này miếng hoa quả này, kiểm tra xem cá nước xem có vấn đề gì không. Đó, nếu mà xong xuôi rồi thì mình sẽ phơi nắng khoảng 15 phút và làm cốc cà phê. Đấy, trong lúc đó tắm nắng thì mình làm cốc cà phê là phê pha rồi. Sáng nay đi làm là rất tỉnh táo rồi. Đấy, công việc rất đơn giản, nói ra thì cảm giác rất nhiều nhưng mà thực ra tất cả mọi việc này làm mất khoảng 5 phút chứ mấy. Ok, chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong những cái video sau nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.